Xin chào anh em mình là Kiên, chuyên review đồng hồ chính hãng, rất vui khi được gặp lại anh em. Mình là chủ kênh YouTube Kiên Luxury và bên mình chuyên phân phối review những sản phẩm đồng hồ chính hãng của Thụy Sĩ như là Rolex, Omega, Hublot hay là Patek Philippe. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến anh em hai thiết kế đồng hồ Rolex Datejust mình vừa mới về. Hai này của mình thì sẽ đều với tình trạng lướt full set đầy đủ, full hộp sổ thể phụ kiện bảo hành đi kèm theo. Và trong video này mình sẽ đánh giá chi tiết cả hai chiếc đồng hồ Rolex Datejust đồng thời mình sẽ trên tay ở phần cuối video để anh em có thể nắm được tất cả mọi thứ về hai thiết kế đồng hồ này anh em nhé ngày hôm nay thì sẽ là hai chiếc đồng hồ Rolex Datejust với hai size khác nhau một em sẽ là size 36 mm sử dụng mặt vi tinh vàng em còn lại sẽ là một thiết kế 41 mm sử dụng mặt xa cờ mặt cơ thì luôn là một trong những loại mặt đắt giá bậc nhất khi mà dùng để chế tác lên những dòng máy đồng hồ sashi với thiết kế đồng hồ vi tính vàng thì mình sẽ có được một trong những dòng máy được rất là nhiều anh em yêu thích, săn đón và ưa chuộng. Tuy nhiên hiện tại thì hãng đã ngưng sản xuất thiết kế này rồi để nhường chỗ cho những thiết kế mới như là mặt lá cọ, như là mặt nếp gấp. Mặt vi tính vàng sẽ là một trong những phiên bản rất xứng đáng để anh em sưu tầm, để trên tay. Em này của mình sẽ có được cái đếp xuất khỏi store vào ngày 16 tháng 12 năm 2020. Với cái đếp này thì anh em sẽ có được bảo hành đến cuối năm 2025 với chính sách bảo hành 5 năm đến từ thương hiệu Rolex. Đồng thời bên mình cũng sẽ bảo hành shop cho anh em 2 năm tính từ thời điểm anh em lấy tại shop bên mình. Nghĩa là anh em sẽ được bảo hành đến 2026 khi bây giờ là 2024 anh em nhé. Em này của mình sẽ với chất liệu thân vỏ đề mi vàng vàng 18k. Mình sẽ có được phần dây này, ba mắt chỉ giữa của dây, phần khóa cùng với cả phần niềng. Nó sẽ được làm bằng vàng vàng, vàng đặc luôn. Và với chất liệu này thì nó sẽ tăng thêm sự sang trọng, nó sẽ tăng thêm sự nổi bật dành cho người đeo. Với thiết kế niềng khía thì khi mà anh em nghiêng ở những góc độ khác nhau, anh em sẽ ra được những sự phản sáng rất nổi bật khi mà anh em đeo thiết kế đồng hồ này. Kim cọc 3 kim giờ phút giây cùng với cả những chân cọc để đính kim cương lên thì cùng được làm bằng vàng vàng. Ở góc 12 giờ thì mình sẽ có được phần thiết kế logo phương miện quyền uy rất là quen thuộc đến từ thương hiệu Rolex Và phần logo này thì cũng sẽ được làm bằng vàng vàng luôn. Với thiết kế mặt vi tính thì anh em sẽ thấy được những hoa văn họa tiết. Tổng thể thì nó sẽ là những dòng chữ nhưng mà nó sẽ có được sự phối kết hợp giữa những góc nổi, góc chìm, những thiết kế phá cách khác nhau để tạo ra được một dial vi tính. Và ngoài thiết kế mặt vi tính ra thì mình còn có những đường nét trái tia với những tia sáng khác nhau khi mình anh em nghiêng ở những góc độ khác nhau. Đó anh em sẽ thấy được những tia sáng này sẽ tăng thêm sự nổi bật, sẽ tăng thêm sự sang trọng khi mà anh em đeo thiết kế đồng hồ này ở đây thì mình sẽ có được 3 kỳ một lịch với phần ô lịch được 3 giờ phần ô lịch này nếu như không có phần cyclops dán đầy lên thì nó sẽ chỉ nhỏ như thế này thôi tuy nhiên sau khi có thêm phần giọt nước phóng đại phần ô lịch lên thì nó đã to hơn gấp khẩm khoảng 2,5 lần anh em nhé em này của mình vẫn có được đầy đủ những đặc trưng của một chiếc đồng hồ Solex như là cái núm Oyster như là khả năng chạy chuẩn chính xác Superlative Cholometer Official Certified tuy nhiên là hãng đã được bớt đi tất cả những dòng chữ đó để tôn lên thiết kế mặt vi tính với những loại mặt vi tính thì hãng sẽ lược đi càng nhiều càng tốt những dòng chữ thông số ở trên dial của chiếc đồng hồ trước đây thì vẫn còn dòng chữ squidmet ở phần dưới góc 6 giờ nhưng với những phiên bản đời mới nhất như thế này thì hãng cũng lược luôn đi dòng chữ squidmet rồi ở vành phía bên trong thì mình sẽ có được những dòng chữ Rolex chạy phía bên trong cái vành với phần dưới góc 6 giờ thì sẽ là phần series của đồng hồ còn bộ máy phía bên trong chiếc đồng hồ thì nó sẽ là bộ máy 3235. Đây là một bộ máy với 31 chân kính, 25 28.200 28, tần số dao động, động và 70 giờ chữ con. Với bộ máy đời cao như thế này thì anh em không có gì phải lo lắng về sự chạy chuẩn chính xác về cái khả năng chống sốc kháng tử của chiếc đồng hồ đâu anh em nhé Tất nhiên là mình không thể nào mà dùng một chiếc đồng hồ Rolex Squat như là một chiếc đồng hồ thể thao có thể va vấp quăng quật tất cả mọi thứ được nhưng về căn bản đây là một trong những dòng máy đồng hồ dress watch có khả năng chạy bền bỉ và có khả năng chống lại môi trường khắc nghiệt tốt bậc nhất trên thế giới. Tiếp theo nữa thì mình sẽ có thêm một bộ dây jubilee với ba mắt chỉ giữa được làm bằng vàng, hai mắt chỉ bên cạnh được làm bằng thép đánh phay xước. Cuối cùng thì sẽ là một bộ khóa oyster với khả năng giãn nở ra vào giúp cho anh em đeo vừa tay nhất có thể, đeo ôm tay nhất có thể. Với loại khóa này thì anh em ngoài việc có thể thêm bớt mắt để đeo vừa tay hơn thì anh em còn có thể giãn nở ra vào trước đây nếu như anh em thêm một mắt thì thừa bớt đi một mắt thì chật thì với loại khóa mới này anh em sẽ không bao giờ phải lo lắng về điều đó cả bây giờ thì mình sẽ trên tay để anh em xem thử nhé với thiết kế này thì không có gì phải bàn rồi size 36 thì cũng cực kỳ dễ đeo rất là sang trọng nổi bật và đẳng cấp với chiếc đồng hồ này nếu như anh em vào hãng anh em lấy new anh em sẽ phải bỏ ra với mức giá tương đối là cao Đồng thời đây cũng là một trong những phiên bản mà hãng đã ngưng sản xuất rồi Nên chỉ khi nào hãng những store găm hàng chưa bán ra thì anh em mới có cơ hội lấy được thôi Chứ còn nếu như họ đã bán ra hết rồi thì anh em cũng không còn cơ hội nào để lấy những phiên bản như thế này nữa Hiện tại thì mình đang có sẵn một em lướt full set date 2020 Mình đang giao lưu với mức giá tương đối là êm Chỉ loanh quanh là 335 triệu mà thôi Đó chính là thiết kế vi tính vàng size 36mm Size 41 thì không có mặt vi tính đâu anh em nhé Chỉ có 36 thôi Còn nếu như anh em muốn chơi chiếc đồng hồ mang phân khúc đỉnh cao bậc nhất Đến từ họ nhà Rolex Thì anh em hãy chơi cho mình chiếc đồng hồ này Một em đề mi vàng vàng sử dụng mặt xa cơ Mặt cơ thì luôn là một trong những loại mặt rất là đắt giá Và nó luôn có giá trị cao hơn những loại mặt khác Từ 50 cho đến 80 triệu Với size 41 thì mặt xa cơ nó còn đắt giá hơn so với cả những size khác Bởi mặt xa cơ càng to thì nó sẽ lại càng giá trị anh em ạ thiết kế thì vẫn rất là quen thuộc thôi 3 kim giờ phút giây cùng với ô lịch đặt ở góc 3 giờ phần dây thì vẫn là dây jubilee phần khóa thì vẫn là khóa oyster với những thiết kế đời mới thì mới có khóa oyster dành cho dây jubilee còn với những thiết kế đời trước thì dây jubilee phải đi với khóa jubilee anh em nhé tất nhiên với những phiên bản như thế này thì hãng sẽ có được rất là nhiều những biến thể khác nhau từ những biến thể niềng trơn này cho đến những biến thể niềng khía này dây thì từ những loại dây Jubilee cho đến những loại dây tanh còn nói chung là rất là nhiều biến thể khác nhau dành cho một thiết kế Rolex Datejust đó cũng chính là lý do vì sao Datejust luôn là một trong những dòng máy ăn khách bậc nhất và có doanh thu cao nhất trong tất cả các dòng đến từ thương hiệu Rolex mặt cơ thì sẽ có đặc điểm là mỗi một dòng máy khác nhau thì lại có một loại mặt xa cơ khác nhau không một chiếc đồng hồ nào giống với bất cứ một chiếc đồng hồ nào cả khi mà anh em nghiêng thì anh em sẽ thấy được những vân nổi, vân chìm cùng với cả bảy sắc cầu vồng ở trên dial của mặt xa cơ. Kim cọc thì cũng là được làm bằng vàng và cọc số thì cũng sẽ đính, đính kim cương. Bộ máy phía bên trong thì cũng sẽ là bộ máy đời mới 3235 với 70 giờ chữ cót. Nâng giờ chữ cót từ 48 tiếng của bộ máy 3135 lên thành 70 tiếng. Bây giờ thì mình sẽ test một chút về phần khóa này nhá. Phần khóa này thì rất là tiện lợi. Đây cũng là một trong những phát minh đến từ thương hiệu Rolex. Loại khóa Easy Link hai anh em Việt Nam hay gọi là khóa thông minh tay mình thì 41 hay 36 đeo đều, đều hợp lý cả Nói chung là tay có thể nói là cổ tay quốc dân rồi còn anh em là tay to tay nhỏ tay vừa thì cũng đeo rất hợp lý thôi Trừ khi anh em tay nhỏ quá tay nhỏ quá thì anh em hãy chơi size 36 cho mình còn tay cứ tầm khoảng 15 cm đổ lên thì 36 hay 41 đều hợp lý anh em nhé với thiết kế đồng hồ này nếu như anh em vào hãng anh em lấy new thì đây cũng là một trong những phiên bản rất khó lấy với Rolex thì phiên bản nào mang phân khúc càng cao thì anh em lại càng khó lấy chiếc này hãng cũng đang bán rất là cao trên 500 triệu còn hiện tại thì mình đang có sẵn một em lướt full set date 2022 mình đang giao lưu với mức giá khá là êm chỉ loanh quanh là 439 triệu mà thôi Rolex thì là một trong những thương hiệu nổi tiếng trên toàn cầu giá trị của một chiếc Rolex thì không hề nhỏ một chút nào nhưng Rolex lại là một trong những thương hiệu giữ giá bậc nhất ở trên thế giới Ví dụ như những thiết kế đồng hồ này Rất là nhiều anh em đeo sau một thời gian Nếu như phát lại cho bạn bè, người thân Thậm chí còn không lỗ một chút nào cả Còn tất nhiên nếu như phát cho những cửa hàng bán đồng hồ xa xỉ như mình Anh em sẽ phải lỗ một chút Bởi vì mình bán ra thì mình phải có lãi rồi Thường là sẽ lỗ khoảng 10% Với những thiết kế đồng hồ như thế này Trong vòng 6 tháng nếu như do mình bán ra và nếu như anh em nào mà quan tâm về một trong hai thiết kế đồng hồ này, anh em có thể nhắn tin, gọi điện, trò chuyện với mình qua số điện thoại hotline 097 393 3873. Mình có nhận ra đổi các tất cả những dòng máy đồng hồ luxury chính hãng và anh em có thể kết bạn với mình qua Zalo, qua Facebook để cập nhật thêm những mẫu đồng hồ mới hoặc cần tư vấn bất cứ điều gì thì anh em cứ thoải mái nhắn tin, gọi điện, trao đổi với mình. 335 439 cảm ơn anh theo dõi và xin hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo xin chào quý anh chị em